Ok mọi người ơi, đây này là em đang đến chợ rồi nhá mọi người. Là ta đi mua cái ốp ốp nhá mọi người. Em quên rồi, nó không biết là cái gì nữa. Có thịt ếch vào nhá các bạn. Ngon này, nghiện này. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Trôi Chép Cuộc Sống Người Thái Lan của mình nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày nghỉ đó các bạn. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ của vợ chồng mình á. Thì mình cũng chưa nghĩ ra là sẽ quay được cái clip gì cho mọi người xem. Thì hôm nay, lúc sáng nay khi mà ngủ dậy đó các bạn, thì mình mới trời mưa đó các bạn. Nên là mình mới vừa mới nghĩ ra một món ăn rất là độc lạ của Việt Nam mình. Đó là món ếch nha các bạn. Thì món ếch này mình ở Việt Nam mình ăn cũng khá là nhiều, nhưng mà em chép ở Thái thì em chép chưa bao giờ được ăn món ếch nha các bạn. Em chép đã từng ăn món ếch chưa? Chưa. Chưa bao giờ ăn. Đúng rồi. Thế em muốn ăn không? Muốn thử ăn không? Có món ăn thử. Ok các bạn, thì hôm nay Trô sẽ trổ tài nấu cái món ếch xào lá lốt và món ếch xào măng nha các bạn. Để xem là thử thách xem là em chép có ăn được cái món ếch Việt Nam của mình không nha các bạn, ếch nhái của Việt Nam mình không. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chợ để mua ếch và mua các cái nguyên liệu để chế biến nha các bạn. Ok bây giờ chúng ta đi thôi. Ok đi nha mọi người. Bye bye. Ok nha các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua nguyên liệu nha các bạn. Thì đây này, em chép từ từ đã. Đây là cái fry can nha các bạn. Thì mình đi cái khu chợ ở bên Thái Lan này, người ta làm rất là đẹp và các bạn. Mình sẽ đến nơi và mình sẽ bay fry can lên cho mọi người xem cái khung cảnh của chợ ở Thái Lan vào lúc xế chiều nha các bạn. Thì mọi người, cái món mà ếch mà mình chuẩn bị làm cho em chép ăn nha các bạn, thì em chép chưa bao giờ được ăn nha các bạn, nên là em chép đang còn muốn thử lắm. Ngày trước mình có làm món hột vịt lộn cho ăn, ban đầu cũng bảo là không ăn được, nhưng mà sau cuối cùng thì ăn hết bao nhiêu là quả. Đây là vườn rau của em chép các bạn, tốt lắm rồi, gần ăn được rồi. Gần chết rồi. Ok mọi người, hôm nay em sẽ lái xe cho anh Châu ngồi nha. Mọi người đi. Em không lấy được. Đi lên xe đi. Ta đi nha bạn, đến chợ rồi mình quay lại. Ok mọi người ơi, đây này là em đang đến chợ rồi nhá mọi người. Là ta đi mua cái ốp ốp nhá mọi người. Em quên rồi, nó không biết là cái gì nữa. Đây này là Aizo đang làm video ở trong Sky đó. Em không biết là nói cái chỉ nhân như này, đang đến rồi mọi người ơi. Có thấy ai chỗ không nhá? Đây này, tí ta đi xem. Bye bye, đồ đang đi rồi, cao quá.
đi cao rá đồ đi bãi lèo bye bye. Cái này là em đi cùng nhá. Ok các bạn ơi, Châu đã đến chợ rồi nha các bạn. Để khui rồi đéo, ao, kêu anh đi thấy đi, không đơn nè. đơn tay. Ok các bạn, ok các bạn ơi, bây giờ Châu đang bắt đầu đi mua ếch nha các bạn. Thì đây là chợ đêm của Thái Lan nha các bạn. Thì khi nãy mình có bay lên trên cao một đoạn để cho các bạn xem rồi. Thì vì là mình đi hơi tắc đường các bạn nên là đến nơi là tối mất rồi. Quay cái khung cảnh ở đây nó hơi tối một tí. Cái này bán quần áo nha các bạn. Đồ. Trước khi vào là phải đo nhiệt độ. Đây, trông lý chấp. Nghe. Đây. Đây các bạn. Mình tìm thấy quán bán ếch rồi. Kia kìa. Đấy nghe. ถามพี่เขาโลเท่าไหร่พี่คะกบโลยังไงจ๊ะ160ครับ160เอาโลนึงเอาโลนึงจ้ะโลนึงนะคะครับผมลấy 1 cân nhé các bạn 1 กิโลกรัมเอ้ยปลาช้อนด้วยไหมปลากุ้งกุ้งทอดให้หงหยกด้วยกุ้งด้วยไหนจ๊ะต้ม200บาท1กิโลครับต้มพอถุงพี่เขาได้ครับหน่อยๆเอ้ยแอมเลยต้มไม่ได้ยินโอ้ยโจมพูดบอกเลยว่าจะเลยต้มแอมแจ๊บดังเลยต้มนะครับประมาณครึ่งโลพอtôm để về chúng ta chiên giòn lên nha các bạn. Để đêm. Ok nên con đi. Chờ lại chấp nghe không phản không được pick hang một trang chấp pick hang เอาถุงนี้ก็ได้ครับพี่โอเคครับบาทเอ้ย mình đã đi chợ mua đồ xong rồi nha các bạn thì bây giờ mấy anh em mình đang về đây mình đã mua đầy đủ đồ rồi nhá bây giờ chúng ta về để đi chế biến món ăn nhái ếch nhái Việt Nam cho em chép thử nha các bạn đi thôi yeah bạn ơi thì ở đây mình đã chuẩn bị xong các nguyên liệu để làm món ếch cho em chép ăn rồi nha các bạn đây các bạn thì ở đây là 1 cân ếch của mình nha các bạn
cận x của mình nhé. Thì mình đã làm xong ruối rồi, lột ra và cắt thành từng miếng nhỏ, và mình sẽ xào với lại cái này nha các bạn. Đây, đây là món của mình nha, món Việt Nam. Thì mình sẽ xào ếch với lại xả ớt và lá này là lá lốt nhé. Còn đây là món này các bạn, mình sẽ xào một nửa với lại cái món này. Cái này là theo xào theo kiểu Thái Lan đúng các bạn, xào theo kiểu Thái. Thì cái này hình như không nhầm thì là nó là hạt tiêu Bắc này các bạn, hạt tiêu Bắc hạt tiêu Bắc khi mà đang còn tươi á. Đấy, cái này hạt tiêu Bắc, gừng, rồi cái này là gia vị của Thái Lan. Nói chung là trong cái này họ pha trộn rất là nhiều hạt tiêu và lá chanh. Ok, mình sẽ làm cái món này trước nha các bạn, cái món Thái này của em chép trước nha các bạn. Thì món này phải rán chiên con thịt ếch trong một lúc nữa nha các bạn, để cho nó bắt đầu hơi giòn giòn đi, bắt đầu là với xào cái này được. Còn của mình thì mình sẽ không chiên nha các bạn, mình sẽ xào thẳng luôn. Ok các bạn, xong món này là món thật theo mình xào theo kiểu của Thái Lan nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm theo món kiểu Việt Nam của mình. Đây đây. Tem tem đây xem ấy. Mền à? Mọi người ơi, đây là món ốp ốp xào quả ai chô nhá mọi người. Món ếch. Còn ếch. Biết không biết là ăn được không nhà mọi người ạ? Ôi. Cái này là ai chô bảo là quả đồ Việt Nam làm nhá. Quả Việt Nam. Này là cái gì nè? Đen đen. À, em sợ. Thì em ăn cái đùi của hắn nhá. Thử đi em, ngon mà. Nhà, nhìn xuống trứng cà nhá. Không phải đùi, đùi cà, thịt cà đúng rồi. Ăn ngon để nghiện này. Là mọi người xuống nhau thịt cả xuống nhau hả? Đúng rồi mọi người, xuống thịt cả nữa. Tí em ăn cho hai cái đi cho biết, là một cái là không biết được nữa. Ngon, xuống thịt cả. Món này là nhìn là biết là ngon thật nha. Món này là theo kiểu Thái Lan. Món này là làm kéo theo thì Thái Lan nhá mọi người. Cái này là ở bên Thái là ta thích ăn cay cay ạ. Cái này là mọi người ơi. Mọi người ơi, ăn với em nhá. Mọi người ăn ít, em ăn hết. Này ngon quá. Mời mọi người ăn với em nhá. Này nó to hơn nữa. Trời ơi. Này ngon thật mọi người. Là cay cay.
chân kem. Ngon. Cái này à, em cho Aicho 100 cái nền 100 điểm. 100 điểm nha mọi người. Oh my god. Wow. Cái này là em cho bưởi. Nắp đi. 1 2 3 4 5 6 bưởi. Bưởi 10 điểm nhé. Này là khung cày, là em là ngon, là em không thích, em thích cái này hơn, thích cay hơn, thích cay hơn. Nói thật là cơm quả Aicho làm đúng không mọi người, ngon hết. Aicho ở nhà bình thường à làm cơm cho em ăn nhá, bình thường làm cơm Thái, làm cơm này nó kia, cơm Việt, cơm hết tất cả. Aicho giỏi lắm, giỏi làm cơm đó, em thích, ngon, làm cái gì là ngon hết nè. Là mọi người ăn cơm mùi em nha, hôm nay em không nói được nhiều nha, em đói mọi người. Em muốn ăn con ốp ốp. Oh no. Mọi người ăn cơm mùi kia đỉnh ta nhé mọi người ơi. Mọi người ơi, là hôm nay em ăn cái ốp ốp, cái cộp, cái chi nè, cái con ếch. Xong rồi nè, no bù rồi. Thôi là hôm nay em đã xin cảm ơn Aicho à, làm cơm ngon ngon cho em ăn. Ôi cay quá, vừa ăn xong nhá mọi người, ngon quá, em thích ăn là nè. Ngày mai là hỏi Aicho cho mua làm cho em ăn hai lần đi. Ôi, mọi người ơi, đang mưa nhá mọi người. Mưa to quá. Mưa dữ lắm. Ô, đang mưa này. Đang ngoài đang mưa dữ lắm. Có mưa dữ. Không biết nói cái gì. Ok. Em đã xin cảm ơn mọi người đã theo dõi em, đã lấy video cho em, đã chăm sóc ôi quên rồi. Chà, ai giúp em với, quên nói tiếng Việt Nam rồi mọi người, nhiều ngày rồi chưa nói tiếng Việt Nam nè. Ok, em đã xin cảm ơn mọi người đã giúp em xem cho em, subscribe and like cho em, là xem video cho em nè. Gặp mọi người lần sau nhá. Lần sau à, em có đi cái chi là em làm video cho mọi người xem nhá. Bye bye.